Yên Sở, trung tâm của quận Hoàng Mai, Hà Nội, nơi tiếp giáp và là đầu mối giao thông của các tuyến đường trọng điểm, tọa lạc trên nền đất vàng khu vực trung tâm quận Hoàng Mai. Galleria Riverside là tổ hợp phân khu chức năng bao gồm khu căn hộ sang trọng, khu nhà vườn hiện đại cùng hệ thống tiện ích hoàn hảo. Galleria Riverside chỉ cách trường trung học cơ sở Yên Sở 800m, cách trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 3,4 km, cách trường quốc tế Singapore 1,1 km, cách trung tâm thương mại Metro Hoàng Mai 750m, chỉ 6 km là tới Hồ Hoàn Kiếm. Và đặc biệt, hạ tầng dự án được kết nối đồng bộ với khu đô thị Gamuda Gardens, một trong những khu đô thị tốt nhất Hà Nội với cộng đồng cư dân trí thức sung túc. Galleria Riverside sở hữu tầm view tuyệt vời hướng ra sông Hồng và hồ điều hòa công viên Yên Sở, một trong những công viên sinh thái lớn nhất châu Á, được ví như lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội. Đây cũng là địa điểm được nhiều người dân thành phố lựa chọn để vui chơi những ngày cuối tuần. Với diện tích lên tới 35.010 m², Galleria Riverside bao gồm 4 tòa tháp cao từ 31 đến 33 tầng, sử dụng công nghệ thi công tiên tiến vượt trội, giúp tiết kiệm nguyên liệu, tăng khả năng chịu ẩm, cách âm, đảm bảo tiến độ thi công nhanh và thân thiện với môi trường. Dự án có 2 tầng hầm rộng lớn có tổng diện tích gần 30.000 m², được trang bị hệ thống kiểm soát đỗ xe hiện đại, đảm bảo mỗi căn hộ có ít nhất 1 chỗ đỗ xe ô tô và 2 xe máy. Với 3 tầng thương mại dịch vụ, bao gồm các trung tâm mua sắm sầm uất, siêu thị, trung tâm thương mại lớn, cung cấp tất cả các mặt hàng từ cao cấp đến bình dân, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian mua sắm, đi lại và có thêm nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, mọi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, thể thao đều được đáp ứng ngay trong nội khu dự án, từ trung tâm thương mại đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế, phòng tập gym, hệ thống spa. Cùng hệ thống trường học đồng bộ, Galleria Riverside tự tin sẽ mang đến cho tất cả con em trong gia đình bạn một môi trường giáo dục an toàn và hiện đại. Hệ thống bể bơi ngoài trời rộng lớn sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bạn được thư giãn và ngụp lặn dưới làn nước mát lành ở ngay tại dự án. Một cuộc sống thư thái an lành với những dịch vụ tiện ích đẳng cấp đã và đang hình thành tại Galleria Riverside. Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ, Galleria Riverside còn dành riêng một diện tích sân vườn rộng lớn để trẻ thỏa sức chơi đùa và có không gian sáng tạo, tìm hiểu thế giới bên ngoài. Gần 2.000 căn hộ Galleria Riverside có diện tích linh hoạt từ 65m² đến 120m², có từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu của đại đa số khách hàng. Bên cạnh đó, các căn hộ được thiết kế mở theo phong cách hiện đại, tối đa hóa công năng, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài 4 tòa tháp hiện đại và tiện nghi, Galleria Riverside còn sở hữu khu nhà vườn thấp tầng, diện tích toàn khu lên đến gần 10.000 m² với 100 căn nhà vườn 5 tầng, diện tích đa dạng từ 60 đến 130m². Các căn nhà vườn được thiết kế tối ưu về công năng, phong thủy hài hòa, giao thông thuận lợi và chan hòa với thiên nhiên, mang đến cho bạn không gian trong trẻo và tiện nghi nhất. Phong cách nội thất chung năng động, phù hợp với những khách hàng là cá nhân, hộ gia đình trẻ. Nội thất căn hộ cũng sẽ được thiết kế chú trọng vào không gian sử dụng bằng việc tập trung vào bố cục màu sắc, không gian và hình khối, mang đến sự tiện nghi và đa dụng cho mỗi tổ ấm. Tất cả các phòng chức năng trong căn hộ đều ngập tràn ánh nắng, gió và không khí tự nhiên. Phòng khách đón ánh sáng được thiết kế thông minh, có khả năng kết nối với tất cả các phòng chức năng, tạo nên một không gian tiện nghi. Phòng ngủ thân thiện, nơi để bạn thư giãn sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi. Từ những điểm nhỏ nhất tại phòng ngủ như tỷ lệ khối, thiết kế màu sắc, ánh sáng đều được chú trọng để mang đến sự thư giãn và yên bình cho chủ nhân. Tại Galleria Riverside, phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, gần gũi với thiên nhiên được đề cao khi tất cả các phòng chức năng trong căn hộ đều có khả năng đón nắng và gió trời tự nhiên. Từ những khoảng xanh tươi mát luôn tràn ngập khu đô thị, từ lối vào, vườn hoa, tầng thượng và ngay trong từng căn hộ. Một cuộc sống trong lành, ngập tràn những cảm xúc tươi mới, một vùng đất an lành và may mắn chờ đón bạn trở về mỗi ngày. Galleria Riverside, nơi vun đắp tổ ấm, ước mơ đến bên bờ.